Rồi, chào các bạn ha. Mình là Cóc đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Đất Channel. Thì mới đây á, Microsoft vừa mới cho ra mắt cái tool là Microsoft Designer. Tức là cái công cụ mà giống như là Canva ha, để thiết kế poster này nọ. Nhưng mà ở đây nó có tích hợp AI. Đó, ghê không? Và hiện tại đang cho dùng thử miễn phí các bạn ha. Đây, trang web là designer.microsoft.com. Rồi, mình sẽ dùng thử cho các bạn ha. Ok, try designer for free đây. Rồi, đăng nhập bằng tài khoản Microsoft nha. Rồi, đây là mình đăng nhập thành công rồi các bạn. Giờ, nó có gợi ý nè ha. Đây, tạo một cái bài post Instagram cho cái sản phẩm mà Comestic, là hình như là về Comestic là mỹ phẩm ha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một cái poster cho chính cái Microsoft Designer này đi. A poster for Microsoft Designer article. Rồi, bấm generate ha. Đó, thì nó sẽ dùng AI, nó sẽ thiết kế ra cho các bạn một vài gợi ý. Đó, thấy không? Ghê không? Nè, rất là hay ha. Rồi ví dụ như là mình sẽ lấy cái này. Đây, mình sẽ lấy này để mà mình chỉnh sửa ha. Customize. Đây, rồi. Nó tạo sẵn cho các bạn luôn ha. Rồi ví dụ như là mình, bạn có thể thay nè. Đây nó có những cái gợi ý khác nè ha. Các bạn có thể thử coi nè. Cái này cũng được. Hay là cái này. Hay là cái này. Thấy không? Rất là dễ dàng luôn ha. Rồi, ví dụ bạn muốn thay thế cái chữ gì? Nè, thay đổi phông. Đây. Thay đổi phông cho hết cái này luôn ha. Đó, thì dùng cái phông này nó gợi ý đi, mình thấy cũng đẹp rồi ha. Ví dụ bây giờ mình muốn thêm cái logo của cái gì? Cái Microsoft Designer, mình chèn vô đây ha. Thì mình lên Google mình search cái logo của nó nè, ha. Mình tải về. Ở đây là mình tải về rồi ha. Cầm bạn kéo vô đây. Nó sẽ upload lên, thấy không? Đó, sẽ có cái này ha. Rồi bây giờ ví dụ như là mình không thích cái chữ này đi, mình muốn cắt nó ra. Có cái chữ là crop nè. Đó, crop nè. Lấy khúc này thôi. Rồi, ok, done. Thấy không? Ngon lành. Rồi. Ví dụ như nó có những cái effect. Ví dụ đây ha. Đó, thì ví dụ như là cái logo nào của bạn á, mà nó dính mấy cái nền mà bạn muốn xóa phông á, xóa phông nền á, ở đây nó có AI xóa phông nền cho bạn luôn nè. Rồi làm mờ hậu cảnh, làm mờ background đây nè ha. Rồi nó có mấy cái filter đây nữa. Đó, cho nó màu nó lên nè. Thấy không? Lợi hại không? Chỉnh sáng này nọ cho nó, chỉnh trực tiếp trên này luôn. Đó. Quá dữ. Rồi, ví dụ cái text mình muốn thay đổi ha. Trước đây thì mình hay dùng Canva các bạn ha. Còn bây giờ mình có cái này thì thấy nó tiện cho mình rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại nó mới là bản preview thôi nhé bạn ha, chứ chưa phải là bản chính thức cuối cùng đó. Nên có thể là vẫn còn nhiều nó hạn chế ha. Nãy mình có thử nghiệm dùng rồi các bạn, là mình thấy cái bản text này nè, lúc mà bạn điều chỉnh mấy cái font này nọ, nó cũng vẫn còn nhiều hạn chế lắm ha. Ví dụ nè, ví dụ đây. Vậy nha. Rồi mình muốn cho nó cái hai cái dòng này nè, nó cách xa nhau hoặc là nó khích lại á, thì nó ở đây mình chưa có tìm thấy cái chỗ đó để mình chỉnh ha. Bên Canva thì có ha, còn bên này thì chưa, không có nghĩa là sẽ không có các bạn, có thể là tương lai sắp tới là sẽ có. Đây, rồi cái text á, hiện tại nó rất là ít hiệu ứng ha. Nè, nó chỉ có những cái này đây, những cái phông cho bạn đây ha. Rồi những cái text nó gợi ý. Rồi xíu nó load nè. Đây, những cái text này nó gợi ý cũng chưa có nhiều ha. Với lại chưa có chỉnh được nhiều cái hiệu ứng cho cái chữ, cho cái text á. Đó. Thì có thể những cái bản cập nhật sắp tới nó sẽ ngon lành. Đó. Thì trước tiên là mình giới thiệu cho các bạn như vậy thôi ha. Đó, bạn nào muốn trải nghiệm thì vào designer.microsoft.com ha. Hiện đang cho sử dụng miễn phí các bạn. Đăng nhập bằng cái tài khoản Microsoft là được ha. Đó, bạn thiết kế xong thì bạn download về thôi, bấm cái này download về đó.
download về dạng file PNG, JPEG kiểu gì cũng được ha. Bạn có thể tạo được video trên này nữa. Ví dụ có những cái hiệu ứng này nè, bạn play nè. Đó, nó tạo được từ từ thấy không? Bạn có thể download cái video về ha. Thành một cái video intro cho cái video của bạn. Đó, rất là tuyệt vời các bạn. Ha, rồi, Microsoft Designer, công cụ thiết kế cho dân nghiệp dư thôi, có tích hợp AI đang cho sử dụng miễn phí. Ha, đó. Ok, rồi, video đến đây là hết ha. Nếu mà bạn nào thấy video này có ích, nhớ cho mình một like ủng hộ Chân Đất Channel ha. Nếu mà được thì bạn subscribe ủng hộ luôn ha. Đó. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye and good luck.